Tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tôm hiện từ 150 đến 195 ngàn đồng một ký tùy kích cỡ, giúp người nuôi có lãi từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký. Kỳ vọng thời tiết, giá cả và đầu ra thuận lợi để có vụ tôm bội thu là mong muốn của nhiều hộ nuôi tôm. Tại huyện Đất Đỏ, các hộ nuôi tôm cũng đang tất bật thả giống. Do vụ cuối năm thường chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, nên các hộ ứng dụng công nghệ cao để giảm thiểu nguy cơ rủi ro và tăng hiệu quả nuôi tôm. Trong cái nhà màng thì chúng tôi nghĩ là nó không có vấn đề. Bây giờ yếu tố nhà màng của tôi là nó sẽ hạn chế được cái nhiệt độ. Do đó là cái chỗ mà nó, tôi nghĩ cái ảnh hưởng về thời tiết nó không đáng ngại. Vụ tôm cuối năm nay, toàn tỉnh thả nuôi hơn 3.000 hecta, trong đó có khoảng 120 hecta nuôi công nghệ cao. Sản lượng dự kiến cho vụ tôm này khoảng 5.500 tấn. Ngành thủy sản tỉnh đang tăng cường công tác giám sát dịch bệnh vùng nuôi, kiểm soát chặt chẽ giống tôm, hướng dẫn nông dân nuôi tôm theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp, hạn chế rủi ro do dịch bệnh xảy ra.